Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc thị xã Mỹ Hào với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, với vai trò nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào phối hợp cùng với chính quyền, lực lượng công an và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm chuyên đề về phòng chống mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội, xây dựng mô hình quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư. Để phong trào phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, địa phương đã tuyên truyền, vận động thành lập được 4 tổ tự quản về an ninh trật tự tại 4 tổ dân phố. Trong đó, khu dân cư An Tháp được chọn làm điểm của tỉnh về xây dựng khu dân cư 30, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, không tệ nạn xã hội. Tổ tự quản chúng tôi chủ yếu là tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân làm tốt công tác an ninh trật tự thôn xóm, chú trọng để các nhà trọ ký bản cam kết, nhắc nhở các gia đình kinh doanh ở hai bên rìa đường cố gắng làm sao để mà bảo đảm cái giao thông. Qua đó thì địa phương không xảy ra những cái hiện tượng trộm cắp hoặc là cờ bạc. Những năm qua thì Mặt trận Tổ quốc phường Nhân Hòa thường xuyên phối hợp với cả các ngành chức năng, với lực lượng công an của phường đi đến nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện nâng cao cảnh giác. Khi người dân cung cấp được rất nhiều những cái tin, thông tin hữu ích giúp cho lực lượng công an điều tra, phá án những cái hiện tượng vi phạm pháp luật, có cái chiều hướng giảm đi, những vụ việc lớn là không còn xảy ra. Xác định công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm trật tự an toàn xã hội phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nên Mặt trận Tổ quốc, lực lượng công an và các tổ chức thành viên phường Minh Đức luôn chú trọng công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, đồng thời tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động cung cấp hàng trăm tin có giá trị giúp cho cơ quan công an giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Mặt trận Tổ quốc phường đã phát huy được vai trò đồng cốt của các tổ chức quần chúng như công an, dân phòng, ban công tác mặt trận trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc đã phát huy cái vai trò tập hợp, phối hợp với các cái tổ chức thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động động nhân dân tích cực phát triển cái hệ thống camera an ninh. Thì trên địa bàn phường hiện nay khoảng 500 hộ đã lắp đặt hệ thống camera an ninh và những cái điểm công cộng, mà nhất là các điểm nhạy cảm về an ninh trật tự theo tổ chức lắp đặt và khai thác rất có hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Công an thị xã đã phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, các trường học, các cơ quan. Hàng năm tổ chức cho cán bộ, hội viên và gia đình ký cam kết phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều mô hình ở khu dân cư, tổ dân phố. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 75 tổ hòa giải với 583 hòa giải viên ở các xã phường, duy trì 4 cụm liên kết về an ninh trật tự, 143 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Mỹ Hào đã có cái sự phối hợp chặt chẽ với các cái ngành thành viên, đặc biệt đối với công an của thị xã, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các cái hòm thư góp ý tại khu công cộng để người dân tham gia đóng góp và phát hiện và tố giác tội phạm, gắn với các cái phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các cái cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở thị xã Mỹ Hào đã góp phần quan trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy được vai trò trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.